chào mừng quý thính giả quay trở lại với bộ tiểu thuyết Thuận Thiên Di Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế. Nguyên thời mặt của nhà Tây Hán, Thiên Sơn Lão Tiên dạy trước sau 7 người đệ tử đều văn võ kiêm toàn. 7 người cùng nhau thể đem sức ra giúp dân, mưu cầu hạnh phúc. Họ ứng thí, thành đạt cùng giữ chức thái thú, thứ sử 7 quận liên tiếp. Nhưng bấy giờ vua Hán u mê tin dùng Vương Mãng khiến giặc giã khắp nơi nổi dậy. Thiên Sơn Lão Tiên triệu tập cả Thiên Sơn Thất Hùng lại rồi ban cho thanh kiếm với 4 dòng chữ trên. Vừa đúng lúc đó, Vương Mãng cướp ngôi nhà Hán, Thiên Sơn Thất Hùng cùng khởi binh lập ra nước Thục. Người đứng đầu Thiên Sơn Thất Hùng tên Công Tôn Thuật được tôn làm vua, thanh kiếm Thiên Sơn Lão Tiên ban cho trở thành Thượng Phương Bảo Kiếm. Khi Công Tôn Thuật băng, thanh kiếm này lọt về tay con thứ nhì tên Công Tôn Thi. Công Tôn Thi hàng Hán, sau này Thi lại phản Hán, bị Vương Bá giết chết, thanh kiếm về tay Vương Bá. Trong trận đánh bên bờ sông Bồ Lăng, Bắc Bình Vương Đào Kỳ dùng chiêu võ cửu chân, tay không đoạt thanh kiếm này trên tay Vương Bá. Khi Đoàn Huy sang Đại Việt, Hoàng đế Đại Lý ân cần dặn y bằng mọi cách tìm cho ra thanh kiếm này. Bởi hiện họ Đoàn cai trị nước Đại Lý được là nhờ hai phái Thiên Sơn, Tượng Quận hợp lại, nhưng có nhiều chi phái của Thiên Sơn vẫn không phục. Họ cương quyết chỉ tuân phục người nào tìm được tín vật của Thiên Sơn Lão Tiên ban cho Công Tôn Thuật làm Thượng Phương Bảo Kiếm. Đoàn Huy nhìn thấy thanh gươm, y run run hướng vào đệ tử phái Thiên Tượng hô lớn, toàn thể đệ tử phái Thiên Tượng quỳ xuống. Mấy ngàn đệ tử Đại Lý nghe tôn sư của phái hô, họ không hiểu gì nhưng cũng quỳ gối xuống. Đoàn Huy tay tiếp bọc nhiễu đỏ hô lớn, đệ tử kính cẩn cung nghinh thánh lệnh của Thiên Sơn Lão Tiên. Y tâu với Thuận Thiên Hoàng đế, hôm trước anh em hạ thần 10 phần chết mới có phần sống, nhờ ân đức của Hoàng thượng thoát khỏi hiểm nguy, hôm nay lại được bệ hạ ban cho di vật của Lão Tiên, thần xin vì bệ hạ đi khắp nơi tuyên bố thánh đức. Nói rồi y quỳ gối lạy tạ. Thuận Thiên Hoàng đế phất tay, một kình lực nhu hòa đỡ Đoàn Huy dậy. Ngài phán, hôm nay chúng ta tụ họp ở đây vì cùng là con cháu vua Trưng cả, Đoàn huynh không nên đa lễ. Ngài tiến tới trước mặt Kim Sinh, tôn sư phái Cửu Long, Kim huynh, dù Chân Lạp, dù Chiêm Thành, dù Lão Qua, dù Ngô Việt, dù Đại Lý, dù Đại Việt, chúng ta đều là dòng giống Việt thường, con cháu vua Hùng cả. Xưa vua Hùng phong cho con thứ 21 đến 30 theo dấu chim nhạn và tận cùng phía nam lập ấp quy dân, nay thành nước Chân Lạp. Hôm nay Kim huynh cùng chư huynh đệ phái Cửu Long về đây lễ Bắc Bình Vương, đủ tỏ anh em Cửu Long không quên được nguồn gốc. Ngài cầm lấy hộp bọc nhiễu điều trên chiếc mâm do thái giám đội mở ta, bên trong lại một thanh kiếm nữa. Thanh kiếm này nhỏ, dài hơn thanh kiếm của Thiên Sơn Lão Tiên một chút. Kim Sinh liếc nhìn qua, thấy trên bao kiếm có khắc chữ Cửu Chân Vương, cạnh đó khắc cành hoa đào. Mắt Kim Sinh muốn hoa lên, vì trong mật dụ của phái Cửu Long chép rằng tổ sư kia của phái là Đào Thế Kiệt, sinh ra Bắc Bình Vương Đào Kỳ. Lúc sinh thời, ngài dùng một thanh kiếm đánh đông dẹp Bắc. Khi thành đại nghiệp, ngài được tôn lên ngôi Cửu Chân Vương. Sau ngài vui mừng, cười mà quy tiên, thanh kiếm đó về Đô Dương, người kế tục ngài chấn nhậm Cửu Chân. Sau khi Đô Dương tử trận, thanh kiếm này tuyệt tích. Kim Sinh nghĩ, thanh kiếm này vốn là linh vật của Đại Việt, mà nay Hoàng đế ban cho phái Cửu Long, có nghĩa ngài công nhận nước Chân Lạp vẫn thuộc dòng giống Việt. Kim Sinh quỳ gối kính cẩn tiếp thanh kiếm. Khác với khi Đoàn Huy hành lễ, Thuận Thiên Hoàng đế đỡ dậy không cho quỳ, ngược lại ngài để Kim Sinh hành lễ. Đứng cạnh ngài có các thái tử. Các thái tử hiểu rằng ngụ ý phụ hoàng muốn nói, Chân Lạp vốn đất cũ, cùng dòng giống Việt thường. Sau này ai được nối ngôi phải tìm cách thống nhất làm một. Thuận Thiên Hoàng đế đến trước Chế Ma Thanh, ngài cầm lấy tay y, bằng giọng ấm áp, ngài phán, xưa quốc tổ, quốc mẫu sinh 100 con lớn nhất được phong làm vua, còn lại 99 người, mỗi người được phong một nơi. Hoàng tử thứ 31 đến 40 vượt núi vào Nam, lập ra nước Chiêm Thành. Chế huynh đệ, người nhỏ hơn ta đến 10 tuổi, thì ta là anh, người là em. Một dải đất Chiêm Thành, dài từ Nghệ An vào đến Chân Lạp, ta giao cho người. Chân Lạp vốn nhiều vàng, lắm ngọc, sông sâu, núi cao, biển rộng. Người hãy đem hết tài năng ra phò tá huynh trưởng để ghi danh thiên cổ. Bất cứ huynh đệ làm việc gì liên quan đến Đại Việt, Chân Lạp, Lão Qua, cũng đừng quên rằng chúng ta cùng một tổ. Ai nghe Thuận Thiên Hoàng đế nói những lời đó đều tưởng những câu khuyên nhủ thông thường. Nhưng Chế Ma Thanh đã từng hội họp với Triệu Thành tại Hồng Hương Mật Cốc. Y được phong kiểm hiệu Thái Sư, Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ, Đồng Bình Trương Sự, Suy Thành Thuận Hóa Công Thần, Chiêm Thành Quận Vương, Thực Ấp Vạn Hộ, Thực Phong Ngũ Thiên Hộ. Cho nên khi nghe Thuận Thiên Hoàng đế nhắn nhủ, y dùng mình, cảm thấy như mưu kế đã bại lộ. Thuận Thiên Hoàng đế trao cho y một hộp sơn son thiếp vàng. Y mở hộp ra, bất giác mồ hôi y xuất cùng mình, chân tay y bại hoại. Vì trong hộp có 10 thỏi vàng lớn, 4 đôi vòng đeo tay bằng hồng ngọc, một cái vòng đeo cổ bằng vàng, nạm 36 hạt kim cương lớn. Đây chính là lễ vật y dâng cho Triệu Thành. Trong hộp còn một phong giấy, y mở ra coi, chính là tờ biểu y gửi Triệu Thành tâu về Tống đế, trình bày mưu kế của y lật anh là Chế Ma Huy, rồi đem quân đánh vào phía Nam Đại Việt. Y không hiểu sao, nay lại nằm trong cái quả này. Kinh hoàng y nghĩ, mình họp cùng Triệu Thành bí mật đến thần không biết, quỷ không hay, mà sao khu mật viện nhà Lý lại biết tỏ tường. Vàng, ngọc cùng tờ biểu này, chính tay Triệu Thành cất giữ, làm sao lọt vào tay Lý Công Uẩn. Chỉ nguyên tờ biểu này, y có thể đem mình ra chặt đầu.
hoặc nếu y gửi cho Hoàng huynh mình thì toàn ra mình đã bị Chu Lục rồi. Bất giác chân tay y bùn rùn cả ra, y quỳ gối dập đầu binh binh liền 8 lần, biên thần Nam Phương tạ hồng ân của Hoàng đế bệ hạ, ân đức của bệ hạ rộng như trời như biển, hạ thần dù thịt nát xương tan cũng không đủ đền ơn bệ hạ, nguyên những thư tín, vàng ngọc của chế ma thanh dâng cho Triệu Thành. Trong lần từ Thiên Trường về Thăng Long, y đã bị Thanh Mai sai tráng sĩ Thiên Trường lặn xuống sông, đột nhập thuyền ăn cắp về. Khai quốc vương Trình với Thuận Thiên Hoàng đế đem tặng lại cho y, để suốt đời y phải cúi đầu tuân lệnh khu mật viện Đại Việt. Ngài đến trước phủ Vạn, phủ Hoàng Thúc, hiện giờ bên Lão Qua, do Ấu Quân cai trị, quyền hành đều nằm trong tay Hoàng Thúc. Tiếng rằng Hoàng Thúc ngồi dưới một người, mà thực ra ngồi trên trăm họ. Hoàng Thúc tuy chưa làm vua, mà thực ra uy quyền đã hơn vua. Xưa quốc tổ cho các hoàng tử thứ 41 tới 50 vượt núi về phương Tây quy dân lập ấp, nay thành Lão Qua. Lão Qua với Đại Việt cùng dòng giống vua Hùng cả. Hôm nay Hoàng Thúc tới đây dự lễ để tỏ lòng không quên nguồn gốc, thực quý vô cùng. Ta có món quà tặng Hoàng Thúc. Ngài mở lồng bàn, trên cái mâm có hộp lớn sơn son thiếp vàng, ngoài đề chữ Hoàng Thúc Lão Qua. Phủ Vạn mở ra, bên trong có một tượng Phật bằng ngọc xanh biếc lớn bằng cổ tay, cạnh đó 10 thỏi vàng với con voi bằng vàng, trên nạm hơn 100 hạt kim cương. Đây chính là lễ vật y gửi Triệu Thành về dâng cho vua Tống. Trong hộp còn trục giấy, cuộn tờ biểu y dâng vua Tống trình bày kế hoạch lật đổ cháu, chiếm ngôi vua, rồi đem quân đánh vào vùng Thanh Hóa của Đại Việt. Y kinh hoàng, chân tay run lẩy bẩy, đầu gối nhũn ra, y quỳ xuống dập đầu liền 8 lần. Hạ thần thọ hoàng ân trọng hơn núi, kể từ nay thần xin làm thân châu ngựa theo hầu hoàng đế bệ hạ. Đợi cho phủ Vạn lạy xong, Thuận Thiên hoàng đế đến bên Trần Uy, ngài nắm lấy tay ông, ân cần nói: khi xưa quốc tổ cho các hoàng tử thứ 51 tới 60 đến vùng Nam Hải phá rừng, lập ấp quy dân, đời vua An Dương, vua Trưng vẫn là Nam Hải. Ngài lại sai hoàng tử thứ 61 tới 70 lập ấp quy dân, đời vua An Dương, vua Trưng là Quế Lâm. Hơn 100 năm trước, anh hùng Quế Lâm, Nam Hải hợp sức với nhau lập ra nước Ngô Việt. Gần đây Ngô Việt bị Tống diệt, tuy vậy, dân Ngô Việt vẫn không quên nguồn gốc mình, gốc con cháu vua Hùng. Hôm nay Trần Huynh cùng Tiền Thái Tử về đây lễ anh hùng thời vua Trưng, mong rằng sau lễ chấm sẽ được gặp Trần Huynh để đàm đạo. Sau khi tặng quà hết tất cả 16 đại tôn sư, hoàng đế hướng xuống quần hùng nói lớn: hôm nay dỗ một vị đại vương, ngài còn là một vị đại tôn sư võ học lĩnh nam. Chấm. Một đoàn người ngựa rầm rập tiến vào khu lễ đài, đi đầu có một tráng sĩ cầm lá cờ lớn, trên thêu chữ Đại Tống Bình Nam Vương, một lá cờ khác có chữ Thái úy Tổng đốc binh mã, trưởng quản khu mật viện. Tiếp theo hơn 10 người cưỡi ngựa đi vào. Thanh Mai nói với Mỹ Linh: bọn Triệu Thành. Triệu Thành cưỡi ngựa đi đầu. Tiếp theo bọn Vương Duy Chính, Dư Tĩnh, Minh Thiên, Đông Sơn Lão Nhân, Địch Thanh, Triệu Anh, Triệu Huy, Quách Quỳ, Sư Thái Tịnh Tuệ, Nhân Danh Ban Tổ Chức cùng hai nữ đệ tử Ngô Thuần Trúc, Hàn Diệu Chi tiến ra thi lễ. Bần Ni, trưởng môn phái Mê Linh, được Võ Lâm Đại Việt ủy cho tổ chức dỗ Bắc Bình Vương năm nay. Bần Ni xin các vị cho biết các vị thuộc môn phái nào. Dư Tĩnh đáp: chúng tôi không thuộc phái võ cũng như bang hội nào của Giao Chỉ cả. Chúng tôi là sứ đoàn Thiên Triều qua quận Giao Chỉ. Nói rồi y giới thiệu từng người trong bọn: cao nhất Triệu Thành, thấp nhất Quách Quỳ. Ngô Thuần Trúc lễ phép đáp: thì ra các vị thuộc sứ đoàn nhà Đại Tống đấy. Nhưng thưa Triệu Vương gia, đây là nơi Võ Lâm Đại Việt tổ chức dỗ tổ. Dỗ tổ chia ra làm 5 ngày. Ngày thứ nhất dành cho Võ Lâm anh hùng, ngày thứ nhì trở đi dành cho dân chúng. Các vị không phải Võ Lâm Đại Việt, cũng không phải con dân Đại Việt, các vị không thể vào đây. Vương Duy Chính quát lớn: khắp thiên hạ, đâu cũng thuộc đất của thiên tử. Giao Chỉ là một quận của nhà Đại Tống, tức đất của thiên tử. Chúa ta lĩnh mệnh làm sứ thần, thay mặt thiên tử kinh lý Giao Chỉ, mà các người dám cấm ư? Ngô Thuần Trúc vẫn ôn tồn: vương truyền vận sứ nói sai rồi. Từ cổ, vua đế mình đã cắt đất chia thiên hạ làm hai. Từ núi Ngũ Lĩnh về Bắc thuộc Trung Quốc, từ Ngũ Lĩnh về Nam thuộc Văn Lang. Cương giới đã định, phong tục, luật pháp khác nhau. Có lý đâu đất Đại Việt chúng tôi thành một quận của Trung Quốc. Vương Duy Chính đưa mắt cho Triệu Thành, rồi nói: nếu cứ biện luận theo kiểu này, không biết bao giờ cho dứt. Bây giờ chúng tôi lấy tư cách người Võ Lâm, đến đây dự lễ tiền nhân Võ Lâm có được không? Xưa kia Đào Kỳ được phong Hán Trung Vương Triều Hán, vương gia của tôi là Bình Nam Vương Triều Tống, người sau lễ người trước sự thường, không lẽ các vị không cho? Hàn Diệu Chi gật đầu: nếu tiền bối nói thế thì được, anh hùng vốn của Trung Thiên Hạ, ai cũng có quyền vào lễ. Nào mời các vị. Vương Duy Chính tự hào tiến sĩ xuất thân, ứng đáp nhanh mà y cảm thấy thua kém một bước, y muốn nhân danh Võ Lâm vào lễ. Diệu Chi gọi ngay y bằng danh tự tiền bối, không còn gọi y là truyền vận sứ nữa. Y đành cùng Triệu Thành theo thầy trò Diệu Chi vào lễ đài. Diệu Chi cầm loa sứ ngôn: kính thưa chư vị anh hùng Võ Lâm Đại Việt, đặc biệt dỗ Bắc Bình Vương năm nay có nhiều cao nhân tiền bối Võ Lâm Trung Quốc tới lễ. Vị cao tăng mặc áo cà sa đại hồng là Minh Thiên Đại Sư, thủ tọa Đạt Ma Đường phái Thiếu Lâm. Nàng chỉ vài Đông Sơn Lão Nhân, vị lão nhân đây là một trong Hoa Sơn Tứ Đại Thần Kiếm Đông Sơn Lão Nhân. Vị trung niên này là Dư Tĩnh, đệ tử của người. Thiếu niên đi cạnh người là Võ Trạng Nguyên Địch Thanh. Nàng chỉ vào Triệu Thành, vị này là Đại Hiệp Triệu Thành, cao đồ của Minh Thiên Đại Sư. Hai vị đi cạnh Triệu Đại Hiệp là hai trong Tung Sơn Tam Kiệt tên Triệu Anh, Triệu Huy. Nàng cố ý hạ Triệu Thành xuống sau Địch Thanh, coi như không cần biết đến cái tước Bình Nam Vương của y.
Nàng giới thiệu tiếp, vị này họ Vương tên Duy Chính thuộc phái Võ Đan. Nàng sướng tiếp, tấu nhạc, nhạc tấu vang lừng. Bất đắc dĩ Triệu Thành phải lên đài đốt hương, nhưng y chỉ vái có một vái, rồi đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho tùy tùng lễ. Đợi cho bọn tùy tùng lễ xong, y cất tiếng hỏi, trong buổi lễ hôm nay, ai có ngôi vị cao nhất? Nhật Hổ lão nhân bước ra, chính lão phu, không biết đại hiệp có điều chi thắc mắc. Việc Nhật Hổ lão nhân mới tái xuất giang hồ, Triệu Thành chưa biết, vì vậy y không rõ lão là ai. Y chỉ vào cây cờ bay phất phới, trên có hàng chữ, đại hội anh hùng võ lâm Đại Việt phải triệt hạ cây cờ này ngay tức khắc. Cây cờ mang dòng chữ phản nghịch như thế kia mà để nguyên được ư? Nhật Hổ lão nhân hỏi, xin Triệu đại hiệp cho biết thế nào là phản nghịch. Triệu Thành dõng dạc nói lớn, các người đây đều thuộc con dân thiên tử, đất của các người chỉ có một cuộn giao chỉ, không hơn, không kém. Thế nhưng các người tiếm xưng Đại Việt, như vậy không phản nghịch ư? Phạm Trạch từ dưới đài nhảy lên, trả lời thay cho sư phụ, Triệu đại hiệp tới đây là khách, chúng tôi lịch sự, để các vị lên đài lễ tổ, đó là một điều thân thiện, các vị chỉ lễ có một lễ, thực vô phép, không thể tha thứ, đã vậy còn hống hách với chúng tôi, bộ các vị chê gươm Đại Việt không sắc ư? Dư Tĩnh quát lớn, các người định dùng số đông áp chế chúng ta ư? Ta đến đây là khách, các người là chủ, lớn tiếng đe dọa khách phải chăng chủ trương của võ đạo giao chỉ? A ha, hậu thế của Đào Kỳ, Phương Dung không ngờ hèn quá. Tại khán đài phái Đông A, Tôn Đản cười khoan khoái, bọn Triệu Thành sắp đánh nhau với bọn Nhật Hồ rồi. Kể ra bọn Nhật Hồ tuy ác độc tà ma, ngoại đạo, tham quyền, ngu dốt, nhưng được cái chúng yêu nước. Hôm trước mình bắt được Nhật Hồ lão nhân, Vũ Nhất Trụ, Hoàng Văn, Đặng Trường, Nguyễn Chí, chỉ cần tung mẻ lưới, vây Ngọc Lan Đình, có vồ, giam chọn bọn trưởng lão Hồng Thiết giáo, coi như dẹp yên cái mầm mống kinh tởm này. Nhưng anh cả cho rằng diệt bọn Hồng Thiết như vậy, uổng mất lòng yêu nước của chúng. Cần thả Nhật Hồ lão nhân ra dùng lão cùng bọn giáo chúng đối phó với bọn Tống. Anh cả bày kế cho Nhật Hồ lão nhân ngồi chủ vị hôm nay, để não phải đứng ra đối đầu với bọn Triệu Thành. Ta cứ việc ôm gối ngồi cao. Trong 10 trưởng lão của Hồng Thiết giáo Đại Việt, mỗi người đều có một đường lối hoạt động riêng, chống Trung Quốc bằng tất cả mọi khả năng như Vũ Nhất Trụ, Lê Ba, Nguyễn Chí, Phạm Trạch, Lê Đức, Phạm Hổ. Đối với 5 người này, cái gì của Trung Quốc cũng xấu hết. Đến độ văn hóa chung của Hoa Việt như lịch số, thiên văn, y học, Phật giáo, họ cũng bài xích, muốn xóa bỏ hết. Trong khi cầm quân tranh giành thời thập nhị sứ quân, khi họ tới đâu có người Hoa ắt thẳng tay tàn sát. Họ quên mất rằng những triều đại Tần, Hán, Đường, Tống đem quân sang đánh Đại Việt do bọn vua quan ác độc, chứ dân Hoa với Việt vốn cùng một tổ, đâu có thù hằn gì nhau. Những người Hoa sống ở đất Việt, họ càng đáng thương vì phải chạy trốn bọn vua chúa tàn bạo mà rời quê hương ra đi. Tuy chủ trương như vậy, nhưng đối với Hồng Thiết giáo cả 6 người đều trung thành. Ngược lại Hoàng Văn vốn người Việt gốc Hoa, y mang hai dòng máu Hoa Việt, đúng ra với địa vị của y phải dung hòa những mâu thuẫn Hoa Việt, y lại thiên hẳn về phía Hoa, đào thêm hố chia rẽ hai dân tộc. Y vốn người của khu mật viện nhà Tống sai sang Đại Việt tổ chức người Hoa thành đội ngũ để chờ quân Tống sang làm nội ứng. Y được phong tước Cổ Loa hầu, phó đô nguyên soái, chính y dẫn dụ bọn Hoàng Liên theo Tống. Vì vậy khi y bị Mỹ Linh đánh bại bị bắt, khai quốc vương không giết y, vương muốn dùng y như một chứng cớ tố giác âm mưu bọn Triệu Thành. Đặng Trường vốn xuất thân họ Trần, sau vì ông tổ ba đời phạm tội phải cải sang họ Đặng. Y xuất thân trong gia đình vọng tộc tương đối có kiến thức rất rộng. Thuở thơ ấu, y theo Nhật Hồ lão nhân sang Trung Nguyên, học võ công Trung Nguyên, cho nên y không chống Trung Quốc, nhưng rất trung thành với Hồng Thiết giáo Đại Việt. Đỗ Xích Thập quả thực ngu dốt nhất trong bọn 10 trưởng lão Hồng Thiết. Y xuất thân đệ tử phái Tản Viên, nhưng vì làm những điều ô danh môn hộ, bị đuổi ra khỏi môn phái, y theo Hồng Thiết giáo. Nhân khi Nhật Hồ lão nhân bị bọn Lê Ba, Vũ Nhất Trụ giam dưới hầm, y tưởng lão chết rồi. Y muốn làm giáo chủ, nhưng quá dốt, nên y đi tìm thế dựa bằng cách theo tên Hoàng Văn, có thể mượn thế Tống triều. Nhật Hổ lão nhân bị giam 20 năm, lão mới ra tù, không biết gì đến những thay đổi của đám đệ tử. Từ trước đến nay, võ lâm Đại Việt cho lão là bọn tà ma, ác quỷ. Không bao giờ Hồng Thiết giáo được mời tham dự những cuộc tế lễ anh hùng. Hôm nay không những lão được mời mà còn được võ lâm Đại Việt cho ngồi vào ghế chủ vị, một ghế cao nhất của các tôn sư. Đến nằm mơ lão cũng không ngờ tới mình lại được danh dự cao như vậy. Bây giờ, thình lình bọn Triệu Thành tới quấy phá buổi lễ. Lão là chủ vị, bổn phận lão phải đứng ra đối phó. Bọn đệ tử chống Trung Quốc của lão chỉ thiếu Vũ Nhất Trụ, không biết khu mật viện dám đâu. Còn tất cả đều có mặt, Lê Ba đội lốt đạo sĩ Dương Ẩn, y quên mất mình ở vị tôn sư của phái Sài Sơn, y đứng dậy chỉ vào mặt Dư Tĩnh, chúng ta đang hội nhau, tưởng nhớ công ơn võ lâm tiền bối, bất cứ kẻ nào đến đây gây rối, chúng ta đều giết sạch, mi là ai, ta không cần biết, dù mi có là Ngọc Hoàng Đại Đế, Thập Điện Diêm La cũng phải biết điều. Khai Quốc Vương đứng hầu bên cạnh phụ hoàng, vương nghĩ thầm, ta cần phải đổ thêm dầu vào cho hai bọn này chém giết nhau. Nghĩ vậy vương hướng vào Dương Ẩn, Dương đạo sư, vị này là một đại thần của triều Tống đấy, về võ người thuộc phái phái Hoa Sơn, về văn người xuất thân tiến sĩ. Dương Ẩn trở lại bình tĩnh, dù cho Triệu Khuông dẫn tới đây cũng phải biết điều, chứ cái thứ tép diêu cá lòng tong này mà cũng hạch sách chúng ta ư? Triệu Khuông dẫn là thái tổ nhà Tống, khắp Trung Quốc không ai được nhắc đến tên tục này, bất cứ người nào nhắc đến bị ghép phạm tội đại bất kính, bị đem chém.
Nay Dương Ẩn công khai nhục mạ trước chỗ đông thì còn gì thể thống thiên triều. Triệu Thành giận quá, chân tay y run bần bật, nhưng y không dám cho tùy tùng sử dụng võ công, vì y biết rằng sử dụng võ công ở đây có khác gì tự tử. Y dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai Địch Thanh, Địch Trạng Nguyên, kể từ giờ phút này, bất cứ kẻ nào làm nhục thiên triều, Trạng Nguyên phải kiềm chế cho chúng biết oai Trung Quốc. Chợt nhìn thấy Thuận Thiên Hoàng đế, y lớn tiếng, Nam Bình Vương, vương gia nhận sắc phong của thiên triều, trấn ngự phương Nam, mà để cho người ta đem húy của Đức Thái Tổ ra nhục mạ thế ư? Thuận Thiên Hoàng đế mỉm cười, Triệu Đại Hiệp, Đại Hiệp là ái đồ của viện trưởng viện Đạt Ma phái Thiếu Lâm, không lẽ không biết luật lệ võ lâm? Tại hạ đến đây với tư cách đệ tử phái Tiêu Sơn, chứ không phải với tư cách ông vua. Trên đài này, toàn các tôn sư võ phái của dòng giống Việt, vai vế tại hạ rất nhỏ, người có quyền, vai vế cao nhất ở đây chỉ có Nhật Hổ tiên sinh. Đại Hiệp gặp điều gì không vừa lòng, cứ khiếu nại với tiên sinh hay hơn. Nhật Hổ lão nhân nghe Thuận Thiên Hoàng đế đề cao vai trò của mình, lão hãnh diện, sung sướng ra mặt, lão đưa mắt nhìn các đệ tử, ngụ ý bảo, các người hành động đi chứ. Đỗ Xích Thập, Hoàng Liên đều nhận sắc phong của Tống, họ cùng nghĩ rằng, vạn nhất xảy ra động thủ, chắc chắn bọn Triệu Thành bị nguy, bấy giờ không lẽ hai người ngồi nhìn, mà ra tay viện trợ, e mất mạng. Hoàng Liên vốn người xảo trá bậc nhất, y thị đứng lên, nói với Triệu Thành, Bình Nam vương gia, không hiểu cây cờ đây có gì lạ, mà vương gia kết tội chúng tôi bạo nghịch. Triệu Thành bình tĩnh trở lại, y chỉ cây cờ, dõng dạc nói, võ công các vị dù cao đến đâu, nhưng vẫn phải tuân theo luật lệ của thiên tử. Thiên tử phong cho Lý Công Uẩn làm giao chỉ quận vương cai quản quận giao chỉ, gồm đất từ phía Nam Lưỡng Quảng cho đến quận Chiêm Thành. Các vị sống trong đất giao chỉ cùng như sống tại Trung Nguyên. Các vị không thể tiếm danh từ một quận, xưng lên một nước. Cây cờ này phải hạ xuống, bỏ chữ Đại Việt đi, thay vào đó bằng chữ giao chỉ. Triệu Thành cảm thấy dường như kế hoạch của y với Duy Chính Phác Họa cùng Hoàng Văn ở Cổ Loa bị lộ. Bây giờ sự tình biến đổi đảo lộn hết, đúng chương trình. Sau khi Thuận Thiên Hoàng đế đến lễ, Triệu Thành xuất hiện, nhân danh sứ thần thiên triều, thống trách hai việc. Một, tiếm xưng hoàng đế. Hai, tiếm đùng quốc hiệu Đại Việt. Triệu Thành bắt Thuận Thiên Hoàng đế theo đúng chiếu chỉ thiên triều, trở lại với tước Nam Bình Vương, bỏ niên hiệu Thuận Thiên, đồng thời bỏ quốc hiệu Đại Việt, trở lại với tên quận giao chỉ. Võ Lâm giao chỉ muốn được mang tên Đại Việt, cùng dùng niên hiệu, Thuận Thiên Hoàng đế phải thoái vị, nhường ngôi cho Nam Quốc Vương Triệu Lê tức Hồng Sơn Đại Phu. Sau đó Thành bỏ đi. Bấy giờ bọn Hoàng Văn, Xích Thập, Hoàng Liên, Nùng Dân Phú xúm vào thống mạ Thuận Thiên Hoàng đế hèn nhát, làm mất quốc thể, bắt phải thoái vị trả ngôi vua về cho Hồng Sơn Đại Phu. Nếu ngài chịu thoái vị, Hồng Sơn Đại Phu lên ngôi vua, triều đình văn võ bá quan người bỏ đi, người ngơ ngác, trong khi Võ Lâm chia năm xẻ bảy. Đúng lúc đó, Tống, Chiêm, Lào đem quân vào. Ngược lại Thuận Thiên Hoàng đế không chịu thoái vị, Hồng Sơn Đại Phu sẽ được phái Đông A Phò trợ, khởi binh. Phái Mê Linh đã vào tay Hoàng Liên, phái Tản Viên vào tay Đỗ Xích Thập cùng nổi lên tiếp tay, đợi cho người Việt tàn sát nhau. Cuối cùng dù bên nào thắng, Tống cũng đem quân vào, Hoàng Văn sẽ cùng đoàn ngũ người Hoa nổi lên tiếp ứng. Như vậy cả hai trường hợp, Tống chiếm Đại Việt xong, sẽ thừa thế chiếm Chiêm Thành, Lão Qua, Chân Lạp, bờ cõi phương Nam mở rộng. Bấy giờ có thừa lương thực cùng binh sĩ, đem lên chiếm Đại Lý. Đại Lý chiếm rồi, thanh thế Tống lớn vô cùng, chỉ đánh một tiếng trống là chiếm được Liêu, Tây Hạ. Thế nhưng bây giờ sự thể đổi khác, từ hai ngày qua Triệu Thành tìm Hoàng Văn khắp mà không thấy, nhà của y bị giáp binh chiếm đóng, tìm Hoàng Liên, Xích Thập cũng biệt tâm. Triệu Thành thấy 16 đại tôn sư võ lâm đang ngồi trước mặt, trong đó có Xích Thập với Hoàng Liên, còn lão già Nhật Hổ, Thành không biết lý lịch, nghe Triệu Thành nói, Dương Ẩn, Lê Ba cười nhạt, Triệu Đại Hiệp nói nghe cũng lạ tai, từ cổ hộ, giữa lĩnh Nam với Trung Nguyên cương giới đã phân, văn hóa, phong tục có khác. Trung Quốc là Trung Quốc, Đại Việt là Đại Việt. Đại Việt có bắt Trung Quốc phải bỏ tên Trung Quốc để đổi thành Liêu Đông, quan ngoại đâu? Tại sao Trung Quốc bắt Đại Việt phải đổi thành giao chỉ? Đương kim Hoàng đế Tống Triều lấy hiệu Thiên Thánh Hoàng đế. Đại Việt nào có bắt Thiên Thánh Hoàng đế bỏ niên hiệu để trở thành Biện Lương quận vương đâu, mà Trung Quốc bắt Hoàng đế Đại Việt bỏ niên hiệu Thuận Thiên để trở thành giao chỉ quận vương? Y ngừng lại một lát rồi tiếp, tôi nghĩ, dừng nào, cọp ích. Trung Quốc có vua Trung Quốc, Đại Việt có vua Đại Việt. Nước sông, nước giếng không ai phạm vào ai sẽ tốt đẹp mọi bể. Các vị là sứ đoàn sang Chiêm Quốc, trở về ngang Đại Việt, đến dự lễ anh hùng nước tôi. Chúng tôi xin kính mời quý vị uống ít chung rượu rồi lên đường cho. Vương Duy Chính thấy Dương Ẩn ngồi sau cây cờ trên thêu hình một kỵ mã, con ngựa phun ra lửa, y biết Ẩn thuộc phái Sài Sơn. Y nghĩ thầm, lạ thực, ta đến đây với mục đích ép Lý Công Uẩn thoái vị, trả ngôi vua cho trưởng môn phái Sài Sơn Hồng Sơn Đại Phu. Tại sao tên đạo sĩ này vốn người của phái Sài Sơn lại làm khó dễ ta? Vương Duy Chính không hiểu cũng phải, vì ngoài khu mật viện Đại Việt, không ai biết chân tướng cùng nguồn gốc của Dương Ẩn. Không ai có thể ngờ Dương Ẩn trong lớp áo đạo sư, thái thượng trưởng môn phái Sài Sơn lại âm thầm theo Hồng Thiết Giáo, leo tới chức trưởng lão. Võ công Dương rất cao thâm, ngôi sư thúc của Hồng Sơn Đại Phu, một trong Đại Việt Ngũ Long. Ngoài ra đạo sư Dương Ẩn ít khi xuất hiện, nên chỉ những đệ tử thân tín mới biết mặt. Còn Lê Ba, một ma đầu hạng nhất, nổi tiếng giết người không gớm tay. Giáo chúng Hồng Thiết cho y cái tên con quỷ dâm dục. Khi y nhìn thấy một người đàn bà nào mà y nảy lòng ham muốn,
y phải tìm đủ mọi cách để giao hoan cùng người đàn bà đó với bất cứ giá nào, dù phải hy sinh cả tính mệnh. Y không từ bất cứ người đàn bà nào, dù vợ của thuộc cấp chị dâu, con dâu. Tùy dốt nát, dâm đãng cùng cực, nhưng mưu đồ của y rất lớn. Y muốn trở thành giáo chủ Hồng Thiết Giáo, nhưng Hồng Thiết Giáo bị Võ Lâm coi như bọn tà ma ngoại đạo. Trong thâm tâm, y tưởng rằng Sài Sơn thế mạnh, ân nhiều, khắp Đại Việt tôn phục vì sáng tổ là Phù Đồng Thiên Vương. Trong phái, y đóng vai hiền lành đạo đức. Sau này y có lên ngôi giáo chủ, ai dám dị nghị về đạo hạnh của y? Hồng Sơn Đại Phu nguyên là Nam Quốc Vương Lễ Long Mang, ngoài phu nhân ra chỉ duy sư phụ của ông biết thôi. Khi sư phụ của ông từ trần, truyền ngôi trưởng môn cho ông, bị nhiều kẻ chống đối. Ông phải thổ lộ lý lịch của ông với sư thúc Dương Ẩn để nhờ Dương Ẩn giúp đỡ ông. Chính vì thế Dương Ẩn nắm được yếu điểm của ông, y tự tin, y nắm được cả Hồng Thiết Giáo lẫn phái Sài Sơn, rồi đi tới chỗ thống lĩnh Võ Lâm. Thế rồi Hồng Sơn Đại Phu ngày càng nổi tiếng, tài năng càng tăng, khắp nơi đều kính nể. Y muốn khống chế ông thực muôn lần không được. Sau y nghĩ ra một kế, bắt cóc phu nhân của ông là Vũ Thiếu Nhung, cho Nhật Hổ lão nhân dùng làm cây thuốc luyện công, rồi sau đó gài cho chuyện này vỡ lở ra. Đương nhiên Hồng Sơn Đại Phu phải từ chức và truyền ngôi trưởng môn cho y. Khi gài bẫy cho Vũ Nhất Trụ xuống thăm Nhật Hổ lão nhân, y những tưởng xông thuốc mê, giam Nhất Trụ lại, rồi đem Vũ Thiếu Nhung ra dọa Hồng Sơn Đại Phu. Y đương nhiên thống lĩnh đệ tử phái Sài Sơn. Trong đại hội Võ Lâm này, y cho Lê Đức thống lĩnh giáo chúng dự đại hội. Y sẽ đứng ra khuyên Lê Đức cải tà quy chánh, Lê Đức giả quy thuận phái Sài Sơn. Hồng Thiết Giáo đang bị coi như tà ma ngoại đạo, trở thành đệ tử phái Sài Sơn đạo đức nhất nước. Nào ngờ Nhật Hổ lão nhân được Mỹ Linh, Thiệu Thái cứu ra, Khai Quốc Vương phóng thích lão. Lão xuất hiện, tha thứ hết tội lỗi cho bọn đệ tử. Bao nhiêu công trình của Lê Ba đều ra mây khói. Cho đến giờ này, quần hùng vẫn chưa biết Lê Ba với Dương Ẩn là một. Vương Duy Chính gật đầu, những điều Dương Đạo Sư nói chẳng qua thuộc lý. Lý đó đã mất từ lâu rồi. Thời Tần Thủy Hoàng, vua An Dương sai sứ giả sang tiến cống xưng thần, được phong chức tước. Từ đấy, đất phía Nam thành quận huyện của Trung Quốc. Đến khi Triệu Đà thắng An Dương, y cũng phải phục tùng, tiến cống xưng thần. Sau này con đà xin về kinh làm việc, xóa bỏ lĩnh địa Nam Việt. Đến cuối thời Đông Hán, nhân Vương Mãng xoán vị ở Trung Quốc, Trưng Trắc nổi lên làm loạn ở lĩnh Nam. Bỗng thấp thoáng, Vương Duy Chính bị một người tát vào mặt bốp bốp hai cái. Khi y vung tay đỡ, người kia đã lùi lại. Mọi người nhìn xem ai đánh Vương, thì ra Lê Đức. Lê Đức chỉ tay vào mặt Vương Duy Chính, trước bàn thờ anh hùng lĩnh Nam mà mi dám kêu tên húy của vua bà gia ư, cho mi hai cái tát để liệu mà giữ mồm. Đúng ra bản lĩnh Vương Duy Chính ngang với bọn trưởng lão Hồng Thiết, nhưng vì trong khi y mãi nói, Lê Đức xuất thủ mau quá, y phản ứng không kịp, y chửi thề. Võ công đánh trộm mà cũng dương danh ư, đẹp mặt chưa, các hạ cho biết cao danh. Sư Thái Tịnh Tuệ đáp, người này là đệ tử thứ 8 của Nhật Hổ lão nhân, hiện giữ chức trưởng lão của Hồng Thiết Giáo. Vương Duy Chính giận căm gan, nhưng y phải ngậm miệng. Y tiếp, kể từ sau khi Trưng Thị bị bại, đất giao chỉ lại thuộc về Trung Quốc. Mãi gần đây, Thiên Triều bận việc ở phương Bắc mới phong cho Lê Hoàn làm giao chỉ quận vương. Con Hoàn là Long Đĩnh nối ngôi, y hoang dâm quá, bị bệnh không ngồi được, phải nằm ở Thiết Triều. Người Việt gọi y bằng Ngoại Triều. Ngoại Triều chết, con còn nhỏ. Thiên Triều chỉ dụ tìm con trai Lê Hoàn cho kế vị. Y ngừng lại, đưa mắt cho Triệu Thành. Triệu Thành tiếp, nhưng Lý Công Uẩn âm mưu với Đào Cam Mộc, thân Thiệu Anh Tâu rằng Lê Hoàn không còn một người con nào cả. Thiên Triều thể theo đó, thuận cho Công Uẩn tạm làm giao chỉ quận vương, để chờ tìm ra con Lê Hoàn sẽ trả ngôi vua về cho. Còn nếu không tìm được, chờ đến khi con Ngoại Triều lớn, sẽ nối ngôi trả. Không may con Ngoại Triều chết. Y ngừng lại một lát, đưa mắt nhìn khắp cử tọa một lượt, rồi tiếp, Lý Công Uẩn lên làm vua đã 18 năm. Thiên Triều năm lần bảy lượt thúc giục y tìm kiếm con cháu nhà Lê, y đều trả lời rằng không còn. Thiên Triều luôn luôn tưởng nhớ đến Lê Hoàn đã tiến cống xưng thần trong bao năm, không hề lỗi đạo, nên vẫn cố công tìm kiếm con cháu kẻ cô chung. Hay đâu trời không phụ người, cô ra mới tìm ra được con thứ của Lê Hoàn. Hồng Sơn Đại Phu là Lê Long Mang rất ít người biết, vì vậy khi nghe đến con thứ của vua Lê Đại Hành còn sống, họ đều im lặng chờ xem là ai. Triệu Thành tiếp, người đó tên Lê Long Mang, tức phong Nam Quốc Vương, Vương ẩn thân ở thôn Giã. Về võ công, danh Vương lừng lẫy giao chỉ. Về ân đức, Vương trải khắp Hoa Việt. Vương xứng đáng làm vua đất Việt. Chờ cho mọi người ngơ ngác một lúc, Triệu Thành chỉ xuống khán đài phép Sài Sơn. Vương chính thị Hồng Sơn Đại Phu. Mọi người đều bật lên tiếng ái trà, ồ kinh ngạc. Triệu Thành lớn tiếng, Thiên Triều quyết định hưng diệt, kế tuyệt, cho nên phái cô ra đến đây để thương lượng với anh hùng lĩnh Nam rằng Lý Công Uẩn phải thoái vị để trả ngôi vua về cho họ Lê. Thiên Triều để yên, bằng không đại quân Lưỡng Quảng trên 60 vạn theo đường bộ tiến sang. Thủy quân vùng Mân Quảng hơn 10 vạn sẽ đổ bộ vào vùng Thanh Nghệ, quân Chiêm từ trong tiến lên, quân Lào từ Tây kéo qua, quyết dẹp Lý Công Uẩn. Y ngừng lại một lát rồi dõng dạc, Khổng Tử nói binh đao là hung khí, thánh nhân bất đắc dĩ mới phải dùng. Nhưng nếu Thiên Triều không diệt Lý Công Uẩn, e bọn phản thần tặc tử Trung Quốc sẽ noi gương. Anh hùng, Võ Lâm Đại Việt chọn Lý tức chọn chiến tranh, chọn Lê có hòa bình, chọn Lý chỉ có quận giao chỉ, với tước giao chỉ quận vương. Phải, bỏ quốc hiệu Đại Việt, bỏ niên hiệu Thuận Thiên Hoàng Đế. Chọn Lê có quốc hiệu Đại Việt với niên hiệu của Hoàng đế,
Trung Quốc, Đại Việt kết anh em, đời đời kết thân trong thế môi hở, răng lạnh. Lê Đức có học nhất trong đám đệ tử Nhật Hồ. Y hỏi, Lê làm vua hay Lý làm vua cũng là việc riêng của Đại Việt chúng tôi. Các vị không có quyền xen vào. Các vị hăm mang quân sang đánh ư. Các vị đừng quên hai lần sông Bạch Đằng xác đến giờ chưa tiêu hết. Núi xương ở Chi Lăng vẫn còn đó. Chúng ta há sợ sao? Các người kết tội Lý cướp sự nghiệp của Lê Hoàn. Thế còn Triệu Khuông Dẫn cướp sự nghiệp của Sài Vinh thì sao? Nói mà không sờ lên gáy. Địch Thanh lạng người chặt vào vai Lê Đức. Lê Đức chầm vai tránh khỏi. Địch Thanh chuyển tay thành chảo chụp vào ngực y. Lê Đức xuống trung bình tấn tay trái gạt tay Địch Thanh, tay phải xỉa vào ngực. Địch Thanh thu tay lại, chân quét một cước. Lê Đức nhảy lên cao, phóng vào cổ, mặt y hai cước. Địch Thanh đẩy lên cao một trường. Trường phong bao trùm khắp lễ đài. Lê Đức ở trên cao đá gió một cái, y đáp xuống dưới đài. Y cười lớn, tên bé con Địch Thanh kia, ta sợ chạm đến bài vị anh hùng lĩnh nam nên nhường mi. Mi có giỏi xuống đây chọi với ta ngàn chiêu. Phạm Trạch cười hích hích, hai môi y rung động như hai quả chuối đen trên mặt. Hôm nay chúng ta giết sạch mấy tên Tống này, lấy gan tế Bắc Bình Vương. Giáo chúng Hồng Thiết Giáo rút vũ khí ra loảng xoảng. Vương, giáo chúng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Trên đây là toàn bộ nội dung của chương 28 tiểu thuyết Thuận Thiên Di Sử. Hãy like, đăng ký kênh và để lại bình luận để cùng chung tay đưa lịch sử hào hùng đến với hậu thế.